À, xin chào mọi người. À, thì hôm nay em sẽ làm cái món mì Ý. Mì Ý theo kiểu Ukraine nha. Em biết làm sao em làm y chang vậy á. Ăn nó em thấy nó cũng ngon chứ không có giống kiểu mì Ý của người Ý ha. Thì ở đây em sử dụng đây là sườn non nè. Đó. Sườn non rửa sạch rồi chặt nhỏ ra để khi mà mình chiên cho nó nhanh đó. Em sử dụng đây làm cà rốt nè. Cà. Rồi có cà cũng được mà không cà cũng được. Nhưng mà nhà em có cà nên em sử dụng luôn cà. Và cái lá lá này kêu là lá thơm, lá quế này sao như là vậy á. Này là hành tây, tiêu, cái này là tương cà, em sử dụng tương cà hoặc là pasta cũng được nha. Còn đây là ngoài ra thì có muối nè. Trong cái món spaghetti mì Ý thì mình chỉ sử dụng muối với lại tương cà thôi mấy anh chị, không có sử dụng đường ha, từ trong tương cà nó ngọt rồi đó. Còn này là mì Ý. Cái bị mì Ý của mình là khoảng tầm 400 g thì mình sẽ luộc luôn. Mình sẽ luộc hết luôn. Hôm nay mình làm hết cái bị này. Bây giờ mình bắt nước rồi mình luộc mì ha. Sau khi nước sôi thì mình cho mì vô. Lần đầu tiên mình luộc cái bị mì là 4 lạng nè, 400 g. Rồi chờ nó chín ha. Chảo dầu nóng thì mình cho cái phần thịt mì vô chiên. Em cho ở đây khoảng 2 muỗng dầu canh, 2 muỗng canh dầu ăn. Thành công. Thì sao cô chú chỉ ra cân bàn? Đây. Mình chiên cho cái phần thịt này nó vàng lên, nó chín. Đó các cô. Sau khi cái phần thịt nó chín vàng này mấy chị nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần hành tây vô. Cái này bằng батюшка. Với cái này батюшка. Anh số. Nước hầm nó vàng á. Thì tiếp theo mình sẽ cho cà rốt vô. Cho cà cho tôi hả mấy bạn. Nó super salad. Super salad. Super salad. Ăn mắc cao hồn. Mẹ ý á con. Rồi tiếp theo là mình cho cái phần mình cho muối vô. Đây là em cho tương cà vô nè anh chị. Lá mùi vô. Cái trò làm cái gì nó có. Còn sốt nó như đặc lại. Có nhiều người người ta nấu bằng cà, cà tươi xay nhuyễn ra mấy anh chị. Đó, cà nấu, cà nấu. Đây vào đây như muốn luôn. Đây cái phần cái sốt của mình, sốt thịt của mình xong này mấy anh chị này, bây giờ đổ vô cái phần này luôn. Cái mì này nãy em bỏ vào đây một muỗng dầu á. Giờ mình sẽ đổ lên đây. Đổ hết vô. Vậy rồi ăn thôi chứ có gì đâu. Đó. Rồi. Mình cho vào đây tiêu nha mấy anh chị. Ai muốn bỏ tiêu thì bỏ, không mua thôi. Đó. Tiêu là. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô chị, xin chào các bạn. Đó, thì hôm nay mình ăn mì Ý ha. Cái mì Ý thì em rất là thích ăn này, nấu mì Ý. Rồi mời tất cả mọi người cùng ăn nhé. Cái này là cái ô liu mà ô liu xanh đó anh chị, rồi ô liu xanh. Lấy hộp ra hết rồi, để ăn thử. Mix. Mix. Dạ. Давай сначала перемешай. Как они мне могут?
biết chưa? Дай какой? Мама сама. Я люблю мешать. Но это сложно для деток. А мне не сложно для этого. Ты будешь есть хлеб, а то я хочу съесть. Алина. Ну видишь, я же говорил, что сложно. Давай. Попробовал, больше нет. Да. Мне не сложно, просто мне не все это бабушка. Я не могу, я не могу. Да. Я не могу. Кому мопт это? Не, я один. Один. Мама, мне там рома. Один на один. У тебя есть хлеб? Я уже съел. Или ты уже съел? На, не рука. Или ты уже съел, папа? Да ты то сделай. Побросай. Какая няга. Ngon lắm. Anh nhà em hay ăn nấu kiểu như vậy nè. Nó còn nấu mà công phu không biết rồi. Anh chị nào bữa nào nấu thử ngon. Nấu cho từ nhỏ ăn. Nó nấu gì là em thấy nó ngon rồi. Cô sẽ kéo bỏ. Thích ôi nè. Ăn với ô liu cũng ngon à. Cũng hợp. Cái công thức là gì? Nhưng mà mình có thể thay tất cả các loại thịt, thịt heo, thịt bò. Còn loại loại mì ý mà mì ý mà bằng thịt màu trắng đó là cái công thức khác nha mấy anh chị. Cái đó mình nấu bằng thịt xông khói để thịt heo. Ngon luôn. Cái món cái cách này em là học á từ của anh Mắc á. Phải không? I cook in spaghetti and it's long from you. Em học được cách của anh Mắc nấu. Mắc chỉ cho em. Easy. Easy. Hiểu là easy không? Easy là gì? Easy просто. Easy просто. Изи смешное слово, изи. Изи. I'm easy. Изи boy. Hôm nay, anh chị biết không? Em cảm thấy em bị mập. Làm YouTube lên thì bị mập. Là mình bình thường, mình ăn bình thường đó, thì bữa ăn của mình nó đơn giản hơn chút. Thế thì mình làm YouTube á,
làm cái phần ăn lúc nào cũng sơm tụ hơn, rồi ăn nhiều quá nó mập. Rồi hôm nay ăn chay, ở Nhật mình ăn chay, ăn không được còn mấy tiếng nữa nó bụng chịu mặt luôn. Không biết ăn được bao nhiêu ngày nữa mà sao thấy nó đói bụng. Sẽ bao after work YouTube, I feel fit. Bình thường mà mình muốn giữ con á thì cái bữa ăn của mình nó ít thôi, thay vì ăn một tô thì mình ăn một chén. Thế là ăn ít để giữ dáng không bị mập á anh chị. Nhưng mà làm YouTube á, mình ăn cách thì nó kỳ, mà ăn nhiều để cái video của mình nó sơm tụ hơn, nó lâu hơn chút á, cho nên là mập. Nói chuyện với anh chị mà cùng làm YouTube á, thấy ai cũng cười hết, nó là ai cũng bị mập. Với mặt chưa chưa mập á, phết biết rồi. Ai lớn toasty bị mập có không? Mình mập khi nhiều ăn. Đúng rồi, ăn nhiều mập đó. Nên là một ngày á, để mà ra một cái clip á, thường xuyên là phải ăn nhiều. Bây giờ á, giảm ăn lại. Khi nào mà mình quay clip mình ăn nhiều. Còn quay clip có thể ăn tết. Hoặc là ăn chay. Làm ăn start toast. Lúc mà kêu muốn chức là tôi dẫn là start toast. Он много стражи здесь кушает. Он даже в туалете кушает. И даже в душе. И под подушкой. Под подушкой нет. Сок лукомой ем, но мне. Он только на YouTube, который на Кадачу, на мой баймап. И там баймап. Em Lucas nói là coi trên YouTube thấy cái chú rất là thích ăn, chú bị mập. Lucas thấy chú mập á, khi mà chú không mặc đồ đi tắm, với lại chú đi toilet mà cũng bị cũng ăn nữa. Nên mình cân bằng lại cái bữa ăn một ngày á, giảm con thì không có được nhịn đói, nhịn đói là sẽ bị bệnh hoặc là bị ca bao tử mấy anh chị. Nhưng mình phải ăn lại, mình ăn đúng bữa mà mình không có ăn dặt nhiều, với lại mình ăn lúc nãy. Thì sẽ giảm con và không ăn, vợ ông không ăn sau khoảng, nếu mà chính xác là không ăn sau khoảng 5 giờ, nhưng mà sau 7 giờ cũng được, mình không ăn nữa, mình muốn chửi thì sau 7 giờ cũng được. Mà bữa tối không ăn nhiều thì rất là mau giảm cân. Ăn hay con bữa tối ai muốn giảm cân thì ăn salad, uống nước trái cây, ăn rượu. Đừng có ăn cơm nhiều, cũng ăn nhưng mà ít thôi, một chén thôi, làm no dẫn con lắm. Ngon quá. Mọi người làm ăn папа, а ты что, на столице даже до вечера будет строить садик? Что новую площадку до садика? Даже до вечера? Будем до вечера. А почему еще до вечера? А если они захотят спать? Они что, на улице будут спать? На улице спать. А где их кровать? Строители? Video của gia đình em cũng tới đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Bye bye. Hẹn lại cái video tiếp theo ha.
Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye.